JK Audio, nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, thì hôm nay các bác sẽ được bên em chia sẻ một cái video vì sao bên em bán được cái dòng xước điện mang thương hiệu B3, mã là 2020 và 2021. Vâng, thì hôm nay bên em sẽ bật mí cho các bác điều thú vị còn nằm phía trong cái nội thất của cái xước B3 mà 2020 và 2021. Thì hôm nay bên em làm video riêng về cái xước B3 2020. Vâng, điều thú vị đó là trong phía nội thất, thì hôm nay bên em sẽ làm video ngắn mở nội thất cho các bác cùng chiêm ngưỡng quan sát vì sao bên em lại bán chạy như vậy và sở hữu những cái thứ gì bên trong mà nó lại uy lực mạnh mẽ và nhiều người lại mê đến vậy. Thì sau đây bên em sẽ mở cái nội thất với cái bát xước B3 2020 ra cho các bác cùng quan sát. Vâng, đầu tiên chúng ta muốn được hiểu vì sao cái mặt bát này lại được gia cố một cái chất sơn dầu rất là đặc biệt để cái khí hậu nóng ẩm của Việt Nam nó rất hay làm hư hại bát. Vì thế nhà sản xuất nó cho ra một cái chất sơn đặc biệt chỉ trên dòng B3 2020 và 2021 mới có để nó tăng độ bền cho cái bát khi mà nhà chúng ta nó nồm ẩm đấy, thì nó gia cố thêm một cái chất sơn dầu rất là đặc biệt. Rồi sau đây em sẽ mở cái mặt bát phía bên trong ra cho các bác. Rồi, các bác thấy không, sở hữu từ kép rất là to, từ kép đặc biệt đây là dòng thương hiệu B3 đó. Đây là phần từ được khóa bằng một lớp khóa từ thép trắng này, 7 màu luôn ạ. Các bác yên tâm, đây là dòng chất từ rất là cao cấp dành cho phân khúc của B3, mã là 2020 và 2021. Vâng, về phần khung xương rất là chắc chắn từ kép phía trên, và đặc biệt là cái này nhận màu cánh gián, màu cánh gián đấy ạ. Ở các bác thấy không ạ? Vâng, là phần bát và từ phía sau. Sau đây em sẽ mở cái mạch ra để các bác quan sát nhé. Và thì em sẽ giáp lại và chúng ta cùng nghe, cùng trải nghiệm cái giải siêu trầm được tái tạo bởi cái xước B3 2020 bát 30 đứa đất. Vâng, đây là phía sau cái mạch xước B3 2020 đấy ạ. Rồi bên em đã tháo sẵn ốc ra rồi, thì nữa bên em sẽ mở ra cho các bác cùng quan sát phía bên trong. Đặc biệt cái dòng này chưa cả hơi cả điện, đây là cái nổi trội, và đặc biệt nữa đây toàn bộ là linh kiện của hãng, toàn bộ linh kiện của hãng. Thì các bác yên tâm, đây là sản phẩm rất là chất lượng và đạt chuẩn. Vâng, bên cạnh đây còn một con. Vâng, các bác thấy không, đây là phía đằng sau bằng mạch. Vâng, cái dòng này xước B3 2020 toàn bộ là linh kiện của hãng B3, và đặc biệt là sở hữu nguồn xuyến cũng rất là to, nguồn xuyến đồng luôn ạ, rất là to. Và đặc biệt ở đây là bọc một cái lớp giấy để tản nhiệt rất tốt này, giấy đặc biệt luôn ạ, mà trên dòng súp mà hiện nay trên thị trường không có. Nói chung toàn bộ những cái này là những cái linh kiện của hãng B3, đảm bảo cho các bác 100%. Và đặc biệt hàng này là hàng sản xuất tại Trung Quốc, đó là nguồn xuyến. Và em sẽ quay ra sò, đây là những cái mà chúng ta quan sát và dễ như đây, bốn sò các bạn, đây bốn sò nhé, bốn sò Toshiba to luôn ạ, 1, 2, 3, 4, 4 sò luôn, 4 sò rất to. Đặc biệt cái dòng này cho công suất rất là ổn định và chất âm rất là chuẩn, chắc. Rồi các bác thấy những con trở không ạ? Những con trở 5 mạch màu luôn, 5 mạch màu theo tiêu chuẩn quốc tế. Vâng, hai tụ lọc nguồn 63V 1000 ufara cho lọc nguồn rất là tốt. Và sau đây em sẽ rát lại để chúng ta cùng nghe cái chất trầm của cái xước B3 2020 để chúng ta đánh giá, và chúng ta muốn sở hữu thì chúng ta hãy nhanh tay comment nhé và đặt hàng cho mình, vì bên em đang chia khách hàng giá rất là tốt. Vâng, sau khi bên em đã giới thiệu chi tiết nội thất phía bên trong vì sao con B3 2020 đang dẫn đầu thị trường về phân khúc súp bát 30 dành cho gia đình,
Vâng, thì em đã giáp lại và bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm thì tiếng siêu trầm được tái tạo bởi cái Super B3 2020 hỗ trợ cho dàn karaoke thiếu giải siêu trầm. Vâng, thì đó là cái Super B3 2020 đang đánh đấy ạ. Đặc biệt phía trên đây được làm một cái kính cường lực rất là đẹp và lịch lãm, đẹp sang trọng. Nhìn nó đánh như này rất là mạnh và đặc biệt cái dòng này là được chơi cả hơi và cả điện đó, rất hay. Em tắt đi này. Vâng, nhà không có súp và bây giờ cái súp B3 2020 đã không hỗ trợ nữa, nhà rất là khô đó, các bạn so sánh được nhá. Rồi nghe bật lên này và thêm ạ, nhưng siêu trầm tái tạo rất tốt, rất ấm, sâu, đặc biệt là gọn, nó không bẹt tiếng hoặc là những cái đuôi kéo dài. Các bạn thấy hay không ạ? Tái tạo rất tốt luôn. Sản siêu trầm mà cái Super B3 2020 này là tái tạo được xuống dặn giải 20Hz và công suất 500W, đánh không gian tầm 40-50m² thì cái B3 này đánh quất sầu luôn. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, tái tạo tốt lắm ạ. Vâng, nghe rất là ấm, sâu. Em ngồi ngoài em quay video giới thiệu đến các bác mà em cảm thấy mê mẩn luôn ạ. Hàng thì rất là đẹp, rất hay, giá thành hợp lý. Ngày nào bên em cũng đi. Vâng, và để nói cái này xuất ra thị trường đến tay các bác khách hàng, thật sự là các bác khách hàng đánh giá rất tốt. Hầu như là các bác cho 5 sao luôn, dùng rất chuẩn, hàng chất lượng, giá thành hợp lý. Và đặc biệt đây là hàng của hãng B3. Toàn bộ linh kiện thì em giới thiệu cho các bác rồi đấy ạ. Toàn bộ linh kiện của hãng B3 hết, toàn bộ. Vâng, thì đó là cái video ngắn em muốn chia sẻ đến các bác. Và sau đây em xin phép được dừng video. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Và là những cái bác khách hàng mới muốn tiếp cận với Zikado thì các bác hãy đăng ký comment, đăng ký ấn chuông và comment những cái comment cần tư vấn, các bác hãy comment phía dưới video ạ. Vâng, và cảm ơn tất cả các bác khách hàng đã là những khách hàng thân thuộc của Zikado một lần nữa. Và sau đây xin phép được dừng video này ạ. Vâng, sau cùng chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.